vật liệu xây dựng bằng sợi gai dầu, có thể ngăn chặn những cuộc khủng hoảng nguy hiểm như vụ sập tòa nhà Surfside gần đây ở Miami hay những ngôi nhà Mica đổ nát ở Ireland không? Các nhà nghiên cứu của Viện Bách khoa Rensselaer tin rằng sợi gai dầu có thể có tác động đáng kể đến ngành xây dựng. Họ đã phát triển thanh gia cố bằng cây gai dầu hoặc thép cây, làm từ sợi gai dầu phủ nhựa hoặc nhựa sinh học. Và họ khẳng định loại thanh cốt thép gai này cũng cứng như thép cây thường được sử dụng trong kết cấu xi măng. Thép cây gai có thể thay thế thép cây được sử dụng trong xây dựng cầu, tòa nhà, đường giao thông và đập ngăn nước. Thép cây gai dầu là một chất thay thế an toàn cho thép vì nó có độ bền tương tự như thép về tỷ lệ trọng lượng. Thép cây dễ bị ẩm, có thể gây ăn mòn và ảnh hưởng đến sự ổn định của tòa nhà, và nó có thể bị cong vênh do nhiệt độ quá cao. Sợi gai dầu an toàn, bền và chống ẩm. Nhóm nghiên cứu API sử dụng công nghệ sản xuất tương tự như in 3D để tạo ra thép cây gai dầu, đòi hỏi cả dây tóc và máy móc để tạo thành nó. Sợi gai dầu được chiết xuất từ sợi gai dầu được bọc trong một loại nhựa nhiệt dẻo. Nó được kéo thành một cuộn dây giống như sợi dây, và máy sẽ làm nóng và cố định dây tóc thành các thanh cứng. Sử dụng thép cây gai dầu đang được chú ý nhiều hơn về mặt kiến trúc, nhưng các nhà xây dựng đã sử dụng một sản phẩm xây dựng bằng cây gai dầu khác có tên là Hempcrete trong nhiều năm. Hempcrete có khả năng chống cháy, tiết kiệm năng lượng và không có carbon. Nó được làm bằng cách trộn sợi gai dầu lấy từ thân cây với vôi rồi đổ hỗn hợp vào khuôn hình khối chữ nhật. Hempcrete có thể chịu được khả năng chịu tải tương đương với bê tông hiệu suất cao. Bê tông gai và thép cây gai dầu chứng tỏ tính linh hoạt và độ bền của vật liệu xây dựng này. Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng thép cây gai dầu có thể tồn tại lâu hơn thép và ít hoặc không có khí thải carbon. Trợ lý giáo sư kiến trúc và phó giám đốc Trung tâm Khoa học Kiến trúc và Sinh thái học của API, Alexandros Chamis, giải thích những lợi ích môi trường của việc sử dụng cây gai dầu thay cho thép cây. Bằng cách chuyển vật liệu được sử dụng trong một vật thể từ thép sang hỗn hợp sợi, bạn có thể giảm lượng khí thải carbon của ngành công nghiệp xây dựng. Vì bạn kéo dài tuổi thọ của các công trình kiến trúc, vật liệu xây dựng từ cây gai dầu có tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy tính bền vững, giảm thiểu chi phí xây dựng và tối ưu hóa kết cấu an toàn. Giáo sư Chambis cũng cho biết trong báo cáo rằng kết cấu bê tông trong môi trường có nồng độ muối cao có tuổi thọ dự kiến là 40 đến 50 năm do sự ăn mòn của thép cây làm từ thép. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.